Xin được kính chào quý vị đã quay trở lại với chương trình Giờ Kết Sổ và chúng ta đang cùng đến với phần 3. Và ở trong phần này thì chị Huỳnh Thị Bé Cần sẽ tiếp tục đồng hành và chia sẻ những thông tin sâu hơn về thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Vâng thưa chị, để mở đầu cho phần 3 ngày hôm nay thì chúng tôi xin được đặt câu hỏi như sau. Thì theo chị, dòng vốn FII, vốn đầu tư gián tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian tới thì liệu nó có sự thay đổi gì không? Cái nguồn vốn FII thì vẫn chảy vào thị trường Việt Nam. Nhưng mà thời gian tới theo tôi thì cái tính chất nó sẽ khác đi một chút. Thì trước đây thì cái nguồn vốn FII đầu tư vào Việt Nam qua những cái kênh như quỹ nước ngoài hoặc là đầu tư trực tiếp vào các cái công ty nước ngoài, nhưng mà trong cái giai đoạn sau này thì cái nguồn vốn này chảy vào Việt Nam có khác đi một chút, đó là các cái quỹ đầu tư nước ngoài hoặc là nhà đầu tư nước ngoài họ có một cái sự chọn lọc kỹ càng hơn. Họ cũng muốn chọn ra cho mình một cái doanh nghiệp tốt, có thương hiệu để họ đầu tư, họ rót vốn vào để kiếm lời từ những cái doanh nghiệp này. Vâng thưa chị, vì sao các nhà đầu tư nước ngoài lại có sự lựa chọn kỹ hơn doanh nghiệp trong nước trước khi rót vốn đầu tư? Thì trải qua một cái thời kỳ tăng giá của các cái cổ phiếu thì không phải doanh nghiệp nào cũng làm ăn có hiệu quả. Chỉ một vài doanh nghiệp nổi trội và đầu ngành có cái tính cạnh tranh thì mới mang lại cái lợi nhuận tốt. Vì thế thì nhà đầu tư nội cũng như các cái nhà đầu tư ngoại cũng như các cái quỹ nước ngoài thì họ cũng có cái động thái là lựa chọn để mang cái tính chất an toàn và có hiệu quả. Vâng, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất thì có tác động sẽ như thế nào đến cái dòng vốn FII và đối với tỷ giá trong quý còn lại của năm 2012, mà cụ thể theo như tôi nghĩ là họ sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 chứ không phải là cái kỳ họp tháng 9 này. Nếu như mà ngân hàng nhà nước không can thiệp thì Việt Nam đồng trong năm nay có thể là tăng được vài phần trăm. Thì nhà nước của mình đã mua lại khoảng 10 tỷ USD trong năm nay, thì tôi nghĩ là giá sẽ không có nhiều áp lực với cái điều kiện là lãi suất không có tăng đột ngột. Nếu mà Fed mà có tăng lãi suất thì cũng không có ảnh hưởng lớn đến cái cục diện thị trường của Việt Nam cũng như là nếu mà Fed có tăng lãi suất thì cũng không phải là một cái cú sốc lớn đến với cái thị trường chứng khoán toàn cầu cũng như là chứng khoán ở Việt Nam. Nhưng mà theo dự báo và các cái chuyên gia nhận định dựa vào các cái thông số về vĩ mô thì khả năng Fed cũng sẽ không tăng lãi suất vào trong tháng 9 này, thì tôi nghĩ cái dòng vốn FII vào thị trường Việt Nam vẫn không có gì thay đổi. Vâng thưa chị, liệu thì tỷ giá có tác động lên lãi suất cho vay của ngân hàng trong thời gian tới hay không? Theo tôi thì không. Thì lãi suất ngân hàng từ đầu năm đến nay thì theo tôi thì tôi thấy có một số ngân hàng đã có một cái chút giảm nhẹ. Thì thậm chí có đối với một số khách hàng doanh nghiệp hoặc là doanh nghiệp có sức khỏe tốt á, thì thậm chí cái lãi suất cho vay nó còn thấp hơn cái mức lãi suất mà huy động. Tôi nghĩ là lãi suất cho vay trong thời gian tới cũng không có gì thay đổi. Vâng thưa chị, thì vậy tại sao các ngân hàng lại khó hạ lãi suất cho vay như vậy? Việc mà giảm lãi suất cho vay thì để kích thích nền kinh tế phát triển, nhưng mà để giải quyết được cái vấn đề con số nợ xấu thì rất là khó khăn. Với lại là hầu hết các ngân hàng thương mại doanh thu và lợi nhuận của họ nằm ở trong các cái hợp đồng tín dụng, vì thế thậm chí là phải tăng lãi suất cho vay hoặc là để gia tăng cái tín dụng để có thể là bù đắp được các cái khoản chi phí như trích lập dự phòng cao, thì cái việc mà hạ lãi suất của ngân hàng thì cũng là cái việc rất là khó. Thì tôi cũng kỳ vọng vào cái việc mà điều phối của chính phủ cũng như ngân hàng nhà nước thì sắp tới đây thì lãi suất ngân hàng hoặc là cái lãi suất cho vay cũng sẽ ổn định hoặc là ở cái mức giảm tương đối ổn định. Vâng thưa chị, các chuyên gia cho rằng thì thị trường có thể phục hồi tại ngưỡng hỗ trợ là 640 tới 650 điểm, thì chị có đưa ra nhận xét giống vậy hay không? Hiệu ứng của cái việc mà cơ cấu của hai quỹ ETF đã khiến cho chỉ số VN Index trong cái tuần vừa
qua giảm khá sâu. Tuy nhiên thì tôi thấy rằng thị trường có thể phục hồi tại ngưỡng 640-650 điểm. Dòng tiền từ nhà đầu tư trong nước vào mạnh hơn. Thì ở phiên cuối tuần vừa qua thì vừa rồi thì hai quỹ thực hiện cơ cấu danh mục, thì cái dòng tiền trong nước của mình đã hấp thụ tốt với cái lượng lớn. Điều này cho thấy là lực cầu trong nước đang có xu hướng gia tăng mạnh, và có một số mã cũng đã thoát khỏi cái việc mà giảm giá do các cái quỹ bán ra. GTN, BVT hoặc là đường bòn bon, thì sau cái cú sốc mà đảo danh mục của quỹ ngoại thì dòng tiền nội đã hấp thụ tốt, thì hai cái mã cổ phiếu này đã có cái mức tăng trở lại trong vài phiên gần đây. Mặt khác thì một cái tuần điều chỉnh đã qua, VN-Index trở lại ở vùng ngưỡng là 640-650, thì đây là mức hỗ trợ quan trọng. Trước đây thì các cái chuyên gia và cũng có nhận định rằng đây là cái mức hỗ trợ tốt, và thị trường có, theo tôi thì thị trường cũng sẽ có cái triển vọng phục hồi trong vài tuần tới đây. Tuy nhiên cũng có quan điểm nhìn nhận là thị trường đang có vẻ yếu đi. Thì trong nếu mà thị trường không sụt giảm thêm thì cũng cần phải có thời gian để kiểm định lại. Vâng thưa chị, tuần đảo danh mục hoành tráng của hai quỹ ETF đã đẩy thanh khoản tăng cao nhưng lại kéo điểm số xuống như lo ngại của nhiều chuyên gia ở trong tuần qua. Rõ ràng là các giao dịch đối ứng cũng đã giúp cân bằng được khá nhiều giao dịch của cổ phiếu. Ít nhất thì thị trường thì cũng đã thoát được cái nỗi lo. Vậy thì trong tuần tới thị trường có thể nhẹ gánh mà phục hồi được chưa? Theo như quan điểm của chị thì chị có còn một cái quan ngại nào không? Theo như quan sát vào những cái phiên và tái cơ cấu danh mục tuần rồi của các quỹ thì với cái phiên hôm nay thì lực cầu mạnh mẽ vào cuối phiên đã bắt đáy vào những mã cổ phiếu đã giảm về cái mức giá tương đối là hấp dẫn, và những cổ phiếu blue chip này mang cái tính chất là cơ bản và có một cái nền tảng tốt, thì tôi thấy là lực cầu nội và dòng tiền vẫn tích cực vào các cái mã cổ phiếu này như là Vietcombank hoặc là FPT và Vinamilk. Tuy Vinamilk thời gian qua bị khối ngoại bán mạnh nhưng mà trong phiên hôm nay cũng có một cái sự tích cực, đó là thì cuối phiên thì dòng tiền đã hấp thụ hết lượng cung của Vinamilk, thì Vinamilk cuối phiên đã đẩy về mức giá được 136. Thì cái dòng tiền mà đã thu hút mạnh vào các cái mã cổ phiếu này á, như vậy thì với tôi thì trong cái thời gian tới đây thì cũng giảm bớt đi cái phần nào lo ngại vừa qua. Nhà đầu tư cũng mang cái tâm lý e ngại là do khối ngoại bán ròng, và cái thứ hai nữa là chờ đợi cái cuộc họp từ cái cục dự trữ liên bang Mỹ là Fed, và cái thứ ba nữa là do là trong cái bối cảnh là thị trường cũng đang thiếu vắng cái thông tin kèm theo cái sự bán ròng của khối ngoại. Tính đến thời điểm hôm nay thì sau khi chốt phiên thì bỗng dưng lực cầu đã quay trở lại với cái nhóm này, thì trong tương lai thì nhóm này vẫn tích cực, và xu hướng của dòng tiền theo tôi thì cũng sẽ tích cực. Vâng, xin được cảm ơn ý kiến của chị. Vừa rồi thì những thông tin mà chị Bé Cần cung cấp cũng đã khép lại phần 3 của chương trình. Chúng tôi xin được cảm ơn sự đồng hành của công ty chứng khoán Phương. Xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.